Rồi. Này, tổng kết con đeo 5480. Giống như là trước tôi cũng nâng cấp cho khách. Bây giờ không ai dùng cái ổ HDD nữa. Con này cắm được một ổ thôi, khui thủng ra thì nâng cấp SSD luôn. Cái hàng nguyên niêm phong 4 cái, đã hết rồi. Khui thủng con này là hết. Số service tag của này là 454NPH2. Hàng nguyên niêm phong từ Dell USA, hàng tin không biết sâu rồi nhưng mà em còn rất là mới. Để cho học sinh học vô tư, để sạc mới 100% này. Cứng luôn như máy mới, cực kỳ đẹp. Con này có camera học hành thoải mái, rất là đẹp. Cái chất liệu nó dùng rất là bền, đầy đủ các cổng, cổng tai C này, ba cổng USB này, cổng VGA này, trình chiếu thoải mái. Cổng bên này cổng VGA, cổng USB, sau này có cổng HDMI, cổng USB, cái cắm sim, cắm mạng. Máy rất là mới, chỗ này là đeo vào dán đấy nhé. Đeo vào dán, ai thích thì bóc ra. Máy này bóc ra là bảo không tí vết thì luôn. Máy này gần như là mới bỏ ra. Như thật đẹp. Cái con này nâng cấp luôn. Xong. Chai xong rồi ốp một cái, chắc. Mới mới luôn. Kinh khủng. Trong sạch sẽ, kinh tương, pin phẳng bét, pin này excellent. Sạch sẽ, không vết bụi gì luôn. Con này khi chỉ bỏ xuống kho, bỏ ra nó bán ấy. Xong mới bỏ ra nó bán ấy. Không có vết gì, không vết sử dụng gì luôn. Quạt, không một hạt bụi. Máy cực kỳ sạch. Có nhiều máy mới. Khách này hên ấy.
cuối cùng luôn, một cái con cuối cùng. Cái ổ cứng này ổ cứng Crusher của Mỹ rất là xịn, tương đương với Samsung. Nhẹ hơn.
đâu. Ngày trước thì thường là có. Khui thì đây được mà. Alo ạ. Kiểm tra rồi nhưng có thể là do cái file của anh thôi, bởi vì em đã kiểm tra lại trước khi ấy là em mở cái PowerPoint bình thường, vẫn lên bình thường, đang hoạt động. Anh sẽ xem lại cái file của anh nhé. Vâng, nghĩa là bây giờ anh mở thẳng cái PowerPoint ấy, thì xem nó có hoạt động hay không, là biết được. Bởi lẽ là cái Excel thì nó chưa config, nó chưa ấy, nên là anh nó không định dạng file của anh, không mở được. Thế nó đã fix lại cái Excel rồi. Anh thấy kia vào cái file của anh, nội dung nó có vấn đề thì phải đi PA ấy. Anh thử với khác xem. Đây, bây giờ em mở cho anh cái file bình thường nhé, em tạo cho anh cái file khác nhé, em mở cho anh xem nhé. Vâng. Còn nếu mà anh muốn kiểu ổn định hẳn đấy thì anh cũng bảo quyền nó ngon nghẻ, anh đăng cài cho anh bản bẻ khóa thôi. Đây để xem này. Đấy, hoặc là anh forward được cái mail này sang nha cũng được. Đỡ phải tải về. Đây anh vào đi xong em ok để em gửi cho. Đây cái này đúng không? Và đây đúng không? Mại này, một thì dụng sốc này, chuột quang này, vậy tương đối dùng được. Đây là cái đồ đứng, túi đứng, nó nhỏ, được rồi.
thao tác chưa? Anh nó bảo anh kiểm tra cái file của anh rồi. Đây, có đúng chi nha. Đây, tích lực lock là mở khóa. Còn file của anh bị khóa. Nhưng nghĩ là chẳng anh hỏi người dùng người gửi cho anh nhé. Download từ trên mạng về xưa ấy đúng không? Vâng. Sinh viên học bách khoa 5 năm uống cơm đúng dạng. Năm năm cái khoản và điện anh không mở đâu, không xử lý được đâu. Phải download trên mạng đúng không? Download trên mạng về chưa enable lên đấy đúng không? Phải download trên mạng. Về bấm bluetooth. Gọi điện thoại lên. Rồi các file luôn. Kể cả file Word, file Excel cũng thế. Phải download. Read only. Chỉ là file đọc thôi. Phải sửa.